Tối ngày 29 tháng 8, Công an quận Tân Bình cho biết đang tạm giữ 3 người là Trương Văn H, Lê Trọng N và Nguyễn Văn B để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. H, 25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận và N, 28 tuổi, ngụ quận Tân Bình được xác định là nghi phạm gây ra hai vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Tân Bình vào ngày 26 tháng 8. Theo đó, vào ngày 26 tháng 8, Công an quận Tân Bình tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của nạn nhân bị cướp giật tài sản tại khu vực cầu vượt Cộng Hòa, quận Tân Bình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an khẩn trương truy xét đưa nhóm nghi phạm nói trên về trụ sở lấy lời khai. Tại đây, H và N khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản. Trong khung giờ từ nửa đêm đến rạng sáng, H và N chở nhau trên xe máy rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Phú Nhuận vào quận Tân Bình tìm người sơ hở để cướp giật. Nhóm này mang theo bình xịt hơi cay để chống trả và tấn công người dân nếu bị truy đuổi. Đến thời điểm bị công an bắt giữ, H và N khai đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản, chủ yếu là điện thoại di động. Chỉ trong ngày 26 tháng 8, nhóm này đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản. Số tài sản cướp giật sau đó được H và N bán cho B, 35 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân. B cũng thừa nhận biết rõ số tài sản này là do H và N phạm tội mà có, nhưng vẫn mua, không trình báo công an. Cơ quan công an đang tạm giữ nhóm nghi phạm, thu hồi tang vật, tiếp tục điều tra xử lý nghiêm các đối tượng.